Nghe Thanh Lam kể chuyện bị khán giả đuổi không cho hát, nghe nữ ca sĩ Thanh Lam bùng cháy với hơn chục bài hát trong đêm phát họa con đường âm nhạc của mình. Ai có thể ngờ chị từng bị khán giả la ó đuổi không cho hát, ở tuổi 52, nữ ca sĩ vẫn một mình, đốt cháy, sân khấu bằng 11 ca khúc. Tối 30 tháng 10, trên sân khấu của Cung Hữu Nghị Hà Nội, ở tuổi ngoài 50, nữ hoàng nhạc nhẹ Thanh Lam một lần nữa như mọi khi. Cống hiến cho khán giả những tiết mục trình diễn bùng nổ bằng giọng hát đầy nội lực của mình trong chương trình Con đường âm nhạc về Thanh Lam do Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. 11 ca khúc được Thanh Lam biểu diễn trong chương trình đều là những bài hát gắn liền với tên tuổi của chị qua từng thời kỳ. Người hâm mộ được thấy Thanh Lam biến hóa nhuần nhị từ thời Mây Trắng Bay Về tới Lam Xưa. Lam nay một người đàn bà đang yêu nồng nàn, từ World Music đến dân gian đương đại chỉ trong một live show. Hơn một năm mới được lên sân khấu, Thanh Lam như bung, hết năng lượng dồn nén 90 phút của chương trình. Ngoài những phóng sự ghi hình trước những màn giao lưu, còn lại Thanh Lam bùng cháy với những ca khúc ghi đậm dấu ấn của chị trong lòng khán giả 30 năm qua như Giọt nắng bên thềm, Thanh Tùng, chia tay hoàng hôn, Thuận Yến, cho em một ngày, Dương Thụ. Đố tình, Quốc Trung, gọi anh, Dương Thụ, này chân đất ơi, Lưu Hà An, em tôi, Thuận Yến. Không thể và có thể, Phó Đức Phương, người ở người về, Lê Minh Sơn, Hồ Trên Núi, Phó Đức Phương. Khán giả được gặp lại một thanh lam rực lửa và phá cách quen thuộc trên sân khấu nhưng lần này chị dường như còn hát khỏe hơn trước sau cả năm trời không được lên sân khấu vì dịch Covid-19. Và vì chị đang yêu say đắm, như người ta có thể phỏng đoán. Tình yêu luôn mang lại sức mạnh phi thường cho những trái tim đam mê. Ngây dại, thanh lam hát này chân đất ơi, rất ấn tượng cùng ba giọng ca nam rất đẹp hiện nay là trọng tấn. Việt Hoàn và ca sĩ trẻ Thăng Long dẫu không ai ngạc nhiên về sự khỏe của Thanh Lam ngay cả ở tuổi 52 thì nhiều khán giả đã phải bất ngờ và đặc biệt yêu thích với màn trình diễn ca khúc này Chân đất ơi của chị cùng ba giọng ca nam rất đẹp hiện nay là Trọng Tấn. Việt Hoàn và ca sĩ trẻ Thăng Long, một ca sĩ thính phòng trẻ, cũng là con rể Thanh Lam. Ba giọng ca nam vang cao rất đẹp này đã chọn được một vị trí tinh tế trên sân khấu của Lam khi họ chọn khiêm nhường làm nền cho nhân vật chính. Dù chỉ hát bè hay thứ ca với nữ nghệ sĩ trên cái nền vững chắc và sang trọng mà ba giọng ca nam kết bè. Thanh Lam chỉ việc mãnh liệt hát, Thanh Lam và con rể ca sĩ thính phòng Thăng Long nhưng không chỉ hát thăng hoa. Người đàn bà đang yêu còn ghi điểm trong phần trò chuyện rất duyên dáng, hồn nhiên. Trong những câu chuyện được tiết chế vừa đủ xen kẽ giữa những phần trình diễn, khán giả được chị tiết lộ nhiều bí mật bất ngờ. Chị từng thất bại tràn trề trong cuộc thi hát đầu tiên chị tham gia vào năm 17 tuổi. Dù đã có tiếng ca hát hay từ nhỏ.